Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Trong vòng một tuần, hai đồng minh của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đột tử một cách bí ẩn. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Two Allies of Russia's Fight Defense Minister Die Mysteriously in One Week. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng. Hai đồng minh của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được tường trình đã chết một cách bí ẩn chỉ cách nhau một ngày. Tướng Magomed Khandayev, một quan chức Bộ Quốc phòng Nga 61 tuổi và doanh nhân 52 tuổi Igor Kotelnikov được phát hiện đã thiệt mạng. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt những cái chết bí ẩn liên quan đến các nhân vật nổi tiếng của Nga kể từ khi lực lượng của Putin xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Iva Merkacheva, một thành viên Hội đồng Nhân quyền Nga cho biết trong một chuyên mục của Moskovsky Komsomolets hôm 12 tháng 7 rằng Kotelnikov đã chết trong một trại tạm giam trước khi xét xử ở mặt tư khoa vào ngày 8 tháng 7 sau khi cảm thấy không khỏe. Ông này bị buộc tội hối lộ các quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Nga. Nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa rõ ràng, nhưng cô nói thêm rằng các nhà hoạt động nhân quyền Nga nói rằng phòng giam nơi doanh nhân bị giam giữ thường quá đông đúc. Các phòng giam nhỏ, nóng vào mùa hè, lạnh vào mùa đông. Ngoài ra, một số tù nhân phải đứng suốt cả ngày. Cô nói thêm, họ đã không thể cứu được ông ấy. Người đàn ông 52 tuổi đã chết. Tim ông ấy ngừng đập. Cơ quan truyền thông Nga, OKVU, được cho là có thông tin nội bộ từ lực lượng an ninh Nga cho biết. Các nhà điều tra của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, được cho là hy vọng có được lời khai từ Kotelnikov chống lại cựu thủ trưởng Quốc phòng Nga Timur Inavanov, người đã bị bắt vì tội tham nhũng hồi tháng 4. Ủy ban điều tra Nga ngày 23 tháng 4 cho biết Inavanov bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga từ tháng 5 2016. Vai trò của ông liên quan đến quản lý tài sản, giám sát việc xây dựng cơ sở của bộ, hỗ trợ y tế cho quân đội Nga và quản lý nhà ở của quân đội. Các nhân viên của FSB đã nhiều lần đến thăm Kotelnikov tại trung tâm giam giữ trước khi xét xử, buộc anh ta phải thừa nhận tội lỗi, làm chứng chống lại Timur Ivanov và một số quan chức khác của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, Kotelnikov đã từ chối. Sau đó, ban quản lý trại tạm giam bắt đầu gây áp lực với anh. Anh ta bị đưa đến phòng giam, nơi anh ta đổ bệnh. Hai ngày sau, các bác sĩ kết luận rằng Kotelnikov không thể bị biệt giam do bệnh mãn tính. Tờ báo này cho biết và cho biết thêm rằng người ta phát hiện ông đã chết vào sáng hôm sau trước khi đề nghị của các bác sĩ được thi hành. Một số quan chức quân sự cao cấp đã bị bắt giữ kể từ tháng 4, trong đó có Yuri Kunestov, nhà lãnh đạo cơ quan nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, Shoigu bị cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau khi giữ chức vụ này trong 12 năm, trong một cuộc cải tổ bất ngờ của bộ này. Các cơ quan nhà nước Nga đưa tin về cái chết của tướng Khandayev vào ngày 9 tháng 7. Ông giữ chức vụ đứng đầu cơ quan kiểm tra nhà nước của Bộ Quốc phòng Nga kể từ tháng 6 năm 2023. Nguyên nhân cái chết của ông hoặc nơi ông qua đời vẫn chưa được tiết lộ. Báo Kommersant của Nga đưa tin Khandayev là cấp dưới trực tiếp của Ivanov. Hãng tin độc lập của Nga The Moscow Times cho biết không rõ liệu Khandayev có thể làm chứng trong vụ án của Ivanov hay không. Các nguồn tin trong chính phủ Điện Cẩm Linh nói với tờ báo rằng nỗ lực gần đây nhằm làm sạch Bộ Quốc phòng được FSB đưa ra theo lệnh của Putin. Iran phủ nhận âm mưu ám sát cựu Tổng thống Trump. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Iran deny plot to kill criminal Trump. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Iran đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với cáo buộc âm mưu giết cựu Tổng thống Donald Trump, được tình báo Mỹ xác định.
đồng thời khẳng định rằng ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa vẫn phải đối mặt với công lý hình sự về vụ sát hại một trong những tướng lĩnh quyền lực nhất của Cộng Hòa Hồi giáo. Âm mưu bị cáo buộc được CNN đưa tin lần đầu tiên hôm thứ Ba 16 tháng 7, dựa trên nhiều nguồn giấu tên được cho là đã được tình báo Hoa Kỳ thu được từ một nguồn nhân lực trong những tuần gần đây và dẫn đến sự gia tăng an ninh của mật vụ Hoa Kỳ xung quanh cựu Tổng thống Trump, người bị một vết thương do đạn bắn vào tai phải của ông ấy trong một vụ ám sát tại một cuộc biểu tình ở Pennsylvania vào hôm thứ Bảy. Theo báo cáo, kẻ nổ súng được FBI xác định là Thomas Matthew Crooks, được cho là không có bất kỳ mối quan hệ nào với âm mưu được cho là có liên quan đến Iran. Đáp lại thông tin này, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc nói với Newsweek rằng những cáo buộc này là vô căn cứ và mang tính ác ý. Từ góc nhìn của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Trump là tội phạm phải bị truy tố và trừng phạt trước tòa án vì đã ra lệnh ám sát tướng Soleimani. Phái đoàn Iran cho biết, Iran đã chọn con đường pháp lý để đưa ông ta ra trước công lý. Trả lời yêu cầu bình luận của Newsweek, Giám đốc truyền thông mật vụ Anthony Guglielmi nói rằng mật vụ và các cơ quan khác liên tục nhận được thông tin về mối đe dọa tiềm tàng mới và thực hiện hành động để điều chỉnh các nguồn lực khi cần thiết. Ông nói thêm, chúng tôi không thể bình luận về bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào ngoài việc nói rằng Sở mật vụ coi trọng các mối đe dọa và có phản ứng tương ứng. Chính quyền bao gồm cả cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo phải đối mặt với án tù vì vụ sát hại Soleimani cùng với đoàn tùy tùng của ông tại sân bay quốc tế Baghdad vào tháng Giêng năm 2020. Nhiều tháng sau, vào tháng 6, một công tố viên của Tehran đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống. Khi đó, vào tháng 6, tội giết người và khủng bố. Năm sau, nhân kỷ niệm vụ giết người trong cuộc tấn công của Mỹ, một tòa án ở Iraq cũng ban hành lệnh bắt giữ Donald Trump với cáo buộc giết người liên quan đến cái chết của Soleimani và phó chỉ huy lực lượng huy động nhân dân Iraq, Abdul Mahdi al-Muhandis, người cũng bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ. Truyền thông Iran thỉnh thoảng đưa ra những hình ảnh của cựu lãnh đạo Mỹ trong tầm ngắn, những lời đe dọa mà cơ quan mật vụ trước đây đã nói với Newsweek rằng họ nghiêm chỉnh vào dịp kỷ niệm 2 năm ngày giết chết tướng Soleimani. Vào ngày kỷ niệm 3 năm, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với Newsweek rằng Iran tiếp tục âm mưu chống lại công dân và lợi ích của Hoa Kỳ với cái gọi là trả thù cho cái chết của Qasem Soleimani, bao gồm cả việc đe dọa các quan chức hiện tại và cựu quan chức Hoa Kỳ, và rằng các tiểu bang Hoa Kỳ sẽ bảo vệ công dân của mình, bao gồm các quan chức chính phủ hiện tại và trước đây của Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền được thực hiện chỉ một ngày trước khi có tin tức về một âm mưu mới được cho là của Iran chống lại Trump, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Ghani nói với Newsweek rằng Iran sẽ tôn trọng lựa chọn của người dân Mỹ khi Trump và Tổng thống Joe Biden chuẩn bị để tái đấu trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 này, và rằng người Mỹ nên tôn trọng sự lựa chọn của người dân Iran trong cuộc bầu cử của chính họ được tổ chức trong tháng này. Bagheri cũng chỉ trích quyết định năm 2018 của chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương năm 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung, JCPOA. Qua đó, Iran đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế. Chính quyền Tổng thống Biden đã tìm cách tái gia nhập thỏa thuận, nhưng các cuộc đàm phán cuối cùng đã thất bại. Sau đó là các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ được áp dụng đối với Tehran và Iran đang thúc đẩy các hoạt động hạt nhân. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran ngày càng trầm trọng hơn do cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và phong trào Hamas của người Palestine ở dải Gaza. Iran là nước ủng hộ chính của Hamas cũng như liên minh dân quân được gọi là trục kháng chiến đã tiến hành các cuộc tấn công chống lại quân đội Israel và Mỹ ở Iraq và Syria. Trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên năm 2024 vào ngày 27 tháng 6 giữa Tổng thống Biden và Trump, cựu Tổng thống lập luận rằng Hamas sẽ không bao giờ tiến hành cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, gây ra cuộc chiến ở Gaza nếu ông còn nắm quyền vì Iran đã bắt đầu tan vỡ trong thời gian ông cầm quyền. Tổng thống Biden phản bác bằng cách chỉ ra rằng hơn 100 lính Mỹ đã bị thương trong cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Iraq sau cái chết của Soleimani, và rằng ông đã tổ chức thế giới chống lại Iran khi Cộng hòa Hồi giáo tiến hành một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn nhằm vào Israel vào tháng 4,
để đáp trả việc sát hại các quan chức quân sự Iran ở Syria. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc nói với Newsweek sau cuộc tranh luận rằng họ không quá coi trọng tuyên bố của hai ứng cử viên. Phái đoàn Iran cho biết, chúng tôi không có ý định can thiệp vào chính trị nội bộ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi không tin tưởng nhiều vào những nhận xét được đưa ra trong các cuộc tranh luận và hoạt động bầu cử này, vì chúng thiên về cảm xúc hơn là logic và thiếu sự hỗ trợ chiến lược. Sáu người Việt Nam được phát hiện đột tử trong khách sạn sang trọng ở Thái Lan. Cảnh sát đang điều tra khả năng bị ngộ độc. Thông tấn xã CNN cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Six people found dead in luxury Thai hotel with police exploring possible poisoning. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Sáu người, trong đó có hai người Mỹ gốc Việt, được phát hiện đã chết trong một phòng khách sạn sang trọng ở trung tâm Bangkok. Cảnh sát Thái Lan đang điều tra khả năng họ bị đầu độc. T.T. Sengsoeng, Ủy viên Cảnh sát thủ đô Bangkok, cho biết các thi thể được nhân viên phát hiện trong phòng tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt sau khi khách đã quá hạn trả phòng hơn 24 giờ. Cảnh sát cho biết vụ việc dường như không phải là một vụ cướp và không có thi thể nào có dấu hiệu bị bạo lực thể xác. Cảnh sát cũng tin rằng họ không tự tử. Tuy nhiên, T.T. cho biết những chiếc cốc có vết bột trắng được đặt trong phòng cùng với thức ăn chưa được đụng đến đã được đặt trước đó. Việc đầu độc vì thế không bị loại trừ, T.T. nói. Các nhà chức trách hiện đang truy tìm người thứ bảy là thành viên trong nhóm đặt phòng khách sạn và hiện có thể là nghi phạm. Bốn nạn nhân còn lại đều là công dân Việt Nam, T.T. cho biết cảnh sát tin rằng một thành viên trong số sáu người thiệt mạng đã cố gắng lết ra đến cửa để kêu cứu, nhưng đã bị ngã trước khi có thể làm được điều đó. Cảnh sát được chụp hình đang canh gác lối vào khách sạn 5 sao hôm thứ Ba sau khi các thi thể được phát hiện. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã biết về báo cáo về cái chết của hai công dân Mỹ ở Bangkok. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình về sự mất mát của họ. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự cho những gia đình đó. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Matthew Mueller nói trong cuộc họp ngắn hôm thứ Ba, 16 tháng 7. Bất cứ khi nào một công dân Mỹ chết ở nước ngoài, chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết. Chúng tôi thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương để liên lạc với họ khi liên quan đến cái chết của một công dân Hoa Kỳ. Và chúng tôi chắc chắn sẽ làm như vậy trong trường hợp này, Mueller nói. Mueller cho biết, ông không biết liệu những cái chết có được đề cập đến trong cuộc gọi của Ngoại trưởng Antony Blinken với Ngoại trưởng Thái Lan hay không, vì cuộc gọi có thể diễn ra trước khi cơ quan này biết về những cái chết. Năm ngoái, Sararat Rangsewuthapon, một phụ nữ Thái Lan bị bắt vì tình nghi giết bạn mình bằng Axianua, đã bị buộc tội ít nhất 13 tội giết người có chủ ý trong một vụ đầu độc vì ghen tuông khiến cả nước choáng váng. Nhà chức trách tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Novorossiysk của Nga khi cháy rừng hoành hành. Cháy rừng đã lan rộng khắp thành phố Novorossiysk phía nam nước Nga, khiến các cư dân phải hối hả di tản. Và Veniamin Kondrayev, thống đốc khu vực Krasnodar của Nga, phải ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 14 tháng 7. Kondratev cho biết, sáng 15 tháng 7, hơn 300 người, trong đó có các công nhân của Bộ Tình trạng Khẩn cấp và các tình nguyện viên khác, đang làm nhiệm vụ chữa cháy rừng trong khu vực. Ngọn lửa đã lan rộng ít nhất 153 mẫu Anh vào sáng sớm ngày 15 tháng 7. Kondratev cho biết, đám cháy ngay lập tức ảnh hưởng đến một số trung tâm giải trí xung quanh thành phố và khoảng 500 người đã được di tản cho đến nay. Ông cho biết thêm, xe buýt đã được cung cấp để giúp di tản người dân khỏi khu vực
và thuyền cũng sẵn sàng hỗ trợ việc cấp cứu người dân trên biển. Cảng ở Novorossiysk là nơi mà Tư Khoa bắt đầu tái triển khai hạm đội Hắc Hải sau một loạt cuộc tấn công tàn khốc của Ukraine, trong đó có vụ tấn công hỏa tiễn vào trụ sở của nước này ở Sevastopol vào tháng 9 năm 2023. Novorossiysk có dân số khoảng 260.000 người và nằm cách Crimea khoảng 160 km về phía đông nam. Cháy rừng xảy ra trên khắp nước Nga hàng năm. Không có dấu hiệu nào cho thấy vụ cháy rừng ở Novorossiysk là do một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine. Zelensky đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về F-16, tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Zelensky issues stark warning over F-16. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết số lượng chiến đấu cơ F-16 mà nước ông sẽ nhận từ các đồng minh trong năm nay sẽ không đủ để chống lại lực lượng không quân Nga. Quyết định chuyển F-16 cho Ukraine là chiến lược, nhưng số lượng của chúng không mang tính chiến lược, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo ở Kyiv hôm thứ Hai 15 tháng 7. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các đồng minh NATO của Ukraine đã bắt đầu chuyển những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất sang Ukraine, đồng thời thông báo rằng các chiến đấu cơ sẽ bay trên bầu trời Ukraine vào mùa hè này để bảo đảm Ukraine có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả, tự bảo vệ mình trước sự xâm lược của Nga. Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan và Bỉ đã cam kết sẽ gửi cho Ukraine hơn 60 chiến đấu cơ tới Ukraine vào mùa hè này. Nhưng Bloomberg đưa tin vào ngày 12 tháng 7 trích dẫn các nguồn tin giấu tên rằng năm nay Ukraine có thể nhận được ít máy bay phản lực hơn nhiều so với mong đợi, 6 chiếc vào mùa hè này và lên tới 20 chiếc vào cuối năm 2024. Tôi có thể nói bây giờ sẽ có bao nhiêu chiếc máy bay loại này. Chúng sẽ không đủ. Chúng chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh cho chúng ta. Nhưng liệu có đủ số máy bay này để chiến đấu ngang hàng với lực lượng không quân Nga không? Tôi tin rằng chúng sẽ không đủ. Chúng ta có thể mong đợi nhiều hơn không? Hoàn toàn có thể, Zelensky nói với các phóng viên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 29 tháng 5 đưa ra cảnh báo với phương Tây sau khi Bỉ cam kết sẽ giao lô F-16 đầu tiên cho Ukraine trong năm nay. Bỉ cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine 30 chiếc F-16 trước năm 2028. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti, ông Lavrov nói, họ đang cố gắng nói với chúng ta rằng Mỹ và NATO sẽ không dừng lại ở Ukraine. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng rằng cuộc tập trận Nga-Belarus về sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược đang diễn ra hiện nay sẽ đánh thức đối thủ của chúng ta bằng cách nhắc nhở họ về hậu quả thảm khốc của việc leo thang hạt nhân hơn nữa. Ông Lavrov nói thêm, những máy bay này sẽ bị phá hủy giống như các loại vũ khí khác do các nước NATO cung cấp cho Ukraine. Zelensky từ lâu đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp cho quân đội của mình các chiến đấu cơ tiên tiến để hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại Nga. Hiện đã bước sang năm thứ ba. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết trong phân tích được công bố vào tháng trước rằng với chiến lược đúng đắn, đường lối mang tính học thuyết, hỗ trợ hậu cần và huấn luyện, F-16 có thể mang lại tiến bộ quan trọng trong việc tăng cường phòng thủ biên giới của Ukraine và thiết lập ưu thế trên không cục bộ, củng cố đáng kể vị thế của Ukraine trên thực địa. Điện Cẩm Linh đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ Ukraine về vụ ám sát Trump. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Kremlin blames Democrats Ukraine for Trump's assassination attempt. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, đã gây sốc, cảm thông và lo ngại từ các thủ đô trên khắp thế giới. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, ông chúc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng bình phục. Phản ứng từ Điện Cẩm Linh rất nổi bật. Phát ngôn nhân Dmitry Peskov bắt đầu tuyên bố của mình bằng cách bác bỏ một điều không mấy ai coi là một ý kiến nghiêm chỉnh. Đó là ý kiến cho rằng
Tổng thống Joe Biden và các đồng minh của ông đứng sau vụ xả súng. Ông nói, chúng tôi hoàn toàn không nghĩ hay tin rằng nỗ lực loại bỏ ứng cử viên Tổng thống Trump là do chính phủ hiện tại tổ chức. Nhưng bầu không khí mà chính quyền này tạo ra trong cuộc đấu tranh chính trị, bầu không khí xung quanh ứng cử viên Trump đã gây ra những gì nước Mỹ đang phải đối mặt ngày nay. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tiến thêm một bước xa hơn khi kêu gọi Mỹ đánh giá lại cẩn thận chính sách liên quan đến các đối thủ chính trị. Bà ta nói, Mỹ phải đánh giá lại cẩn thận chính sách kích động hận thù đối với các đối thủ chính trị, các quốc gia và người dân cũng như tài trợ cho khủng bố. Zakharova đã tuyên bố một cách vô căn cứ rằng những đóng góp của Mỹ cho Ukraine là nguyên nhân khiến vụ ám sát có thể xảy ra. Vladimir Solovyov, nhà tuyên truyền hàng đầu đất nước và người dẫn chương trình trên kênh Russia One cho biết, chính là nó, đây là một bi kịch gây ra bởi tên Volodymyr Zelensky. Trên kênh cá nhân của Solovyov, Solovyov Live, các diễn giả còn đi xa hơn, trực tiếp liên kết Ukraine với cuộc tấn công. John Foreman, CBE, cựu tùy viên quốc phòng của Vương quốc Anh tại Mạc Tư Khoa từ năm 2019 đến năm 2022, nói với Kyiv Independent. Tất nhiên, điều đó rõ ràng là đạo đức giả, nhưng Điện Cẩm Linh không quan tâm chừng nào vẫn còn những người ở Mỹ tin vào điều đó. Cái chết của Navalny kéo theo danh sách dài những vụ sát hại những người chỉ trích Putin. Foreman nói, tôi nghĩ phản ứng của Nga đóng vai trò như một kiểu hành vi chiến tranh chính trị ở Âu Châu, tạo ra sự chia rẽ chính trị để đạt được lợi thế chiến lược. Nga muốn Hoa Kỳ rơi vào bất ổn chính trị. Ông nói thêm, do đó, việc khuấy động sự bất hòa thậm chí còn lớn hơn ở Mỹ và sự giận dữ trong những người ủng hộ Trump bằng cách chỉ tay vào Tổng thống Biden đương nhiệm sẽ hướng tới mục tiêu này. Foreman cho biết, ông không tin rằng nỗ lực hiện tại của Điện Cẩm Linh nhằm gây bất hòa ở Mỹ bằng cách khai thác tối đa các thuyết âm mưu liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống Trump sẽ có hiệu quả, nhưng chỉ ra rằng đây chỉ đơn giản là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn trên khắp thế giới phương Tây. Chiến thuật tương tự được cho là đã được sử dụng ở Pháp để khuấy động căng thẳng chủng tộc và chính trị bằng cách vẽ ngôi sao David trên đài tưởng niệm nạn diệt chủng ở Pháp và chia rẽ Âu Châu bằng cách tài trợ cho các đối thủ chính trị. Và ngay cả khi ông cho rằng lần này nó có thể không hiệu quả, ông nói thêm rằng Nga sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để thử. Foreman kêu gọi người Mỹ đoàn kết với nhau trước diễn biến bi thảm này. Mất đoàn kết chỉ có lợi cho bạo chúa Vladimir Putin. Trung tâm thông tin tình báo chiến lược của Ukraine, gọi tắt là Stratcom, cho rằng tên sát thủ Thomas Matthew Krups không chỉ bắn hạ một người tham gia cuộc vận động bầu cử của cựu Tổng thống Trump. Y đang tiếp sức cho nhà độc tài Nga thổi bùng lên hy vọng cho tên bạo chúa trước tình hình bất ổn của Hoa Kỳ. Và như thế, nhiều người Ukraine và nhiều người Nga nữa phải chết. Video Ukraine cho thấy người lính bắn hạ hỏa tiễn hành trình của Nga bằng manpads. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề, Ukraine video shows soldiers down Russian cruise missile with manpads. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Đoạn phim mới xuất hiện cho thấy một chiến binh của Ukraine bắn hệ thống phòng không tầm tay, còn được gọi là manpads, vào một hỏa tiễn hành trình của Nga để đánh chặn cuộc tấn công sắp tới. Đoạn clip ngắn chi tiết được chia sẻ rộng rãi trên mạng, trong đó có Anton Churashenko, cựu cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, dường như cho thấy một người lính Ukraine đang bắn hỏa tiễn vác vai. Có thể nghe thấy một số giọng nói ăn mừng sau khi rõ ràng đã đánh chặn được hỏa tiễn của Nga. Ukraine đã nhận được một số loại manpad mà nước này đã tận dụng hiệu quả để chống lại lực lượng Nga, bao gồm hỏa tiễn Stinger do Mỹ sản xuất và hỏa tiễn tầm ngắn Star Trek của Anh.
theo tài liệu của ngũ giác đài cho đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 2.000 hỏa tiễn Stinger cho quân đội Ukraine. Manpass thường được vận hành bởi một người bắn hỏa tiễn từ vai của họ và hệ thống này có thể dễ dàng di chuyển xung quanh chiến trường khi cần thiết. Chúng đã được Kyiv đánh giá cao vì đã tiêu diệt các mục tiêu như chiến đấu cơ hoặc trực thăng của Nga và các mục tiêu nhỏ hơn bao gồm cả máy bay điều khiển từ xa. Cuối tuần qua, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đã chia sẻ đoạn phim cho thấy một trong những binh sĩ của họ sử dụng vũ khí đất đối không vác vai để đánh chặn máy bay điều khiển từ xa trinh sát Poland-10 của Nga ở khu vực Kharkiv phía đông bắc Ukraine. Chúng hình thành từ mạng lưới các hệ thống phòng không khác nhau của Ukraine. Súng máy cỡ nòng nhỏ và các hệ thống cầm tay có thể hoạt động cùng với các hệ thống lớn hơn nhiều như hệ thống phòng không Patriot hoặc hệ thống hỏa tiễn đất đối không tiên tiến quốc gia gọi tắt là NASAMS. Các gói viện trợ gần đây, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, nhà tài trợ quân sự lớn nhất của Kyiv, đã tập trung vào nhu cầu sâu sắc của Ukraine về hệ thống phòng không bổ sung để chống lại các loạt hỏa tiễn dài dặn và thường có tính hủy diệt. Đầu tháng này, Mỹ cam kết sẽ gửi tới Ukraine một hệ thống Patriot khác được gọi là tiêu chuẩn vàng về phòng không. Kyiv từ lâu đã yêu cầu bổ sung thêm các hệ thống Patriot. Khi hội nghị thượng đỉnh NATO bắt đầu tại Washington vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết một số thành viên của liên minh bao gồm cả Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không trong vài tháng tới. Tổng thống Biden cho biết Đức và Rumani cũng sẽ gửi các khẩu đội Patriot đến Ukraine, còn Hà Lan và các đối tác khác sẽ đóng góp các phụ tùng để đưa một khẩu đội Patriot mới khác vào hoạt động. Bloomberg cho biết Anh và các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu sẽ tăng cường kiểm tra đội tàu dầu của Nga. Vương quốc Anh có kế hoạch kêu gọi một số quốc gia thành viên Liên minh Âu Châu hành động chống lại cái gọi là hạm đội bóng tối. Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba 16 tháng 7, trích dẫn các nguồn tin không được tiết lộ và các tài liệu thu được. Chính phủ dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch này vào ngày 18 tháng 7, trong cuộc họp của Cộng đồng Chính trị Âu Châu do Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì tại Anh. Hạm đội bóng tối đề cập đến các tàu chở dầu cũ và phần lớn không có bảo hiểm mà Nga sử dụng để vận chuyển dầu trên mức giá trần 60 Mỹ Kim một thùng mà Liên hiệp Âu Châu, Mỹ và nhóm 7 cường quốc trên thế giới, thường được gọi là G7, áp đặt vào tháng 12 năm 2022. Như một phần của thỏa thuận nỗ lực cắt giảm nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch của Mạc Tư Khoa. Theo Bloomberg, tài liệu này cho biết hạm đội bóng tối của Nga gây ra mối đe dọa cho các quốc gia của chúng ta và những nước phụ thuộc vào biển và đại dương trên thế giới. Điều này vẫn có thể thay đổi trước khi được ký kết. Nhiều tàu trong hạm đội bóng tối này không được bảo hiểm và bảo trì kém. Nhiều người tham gia vào các hoạt động vi phạm các tiêu chuẩn và quy định cơ bản về an toàn và môi trường. Những người tham gia nhằm mục đích chia sẻ thông tin về hạm đội Nga, nhằm phối hợp ứng phó với những rủi ro do những người hỗ trợ tàu của họ gây ra và hợp tác với khu vực tư nhân và các bên liên quan hàng hải khác để giải quyết mối đe dọa. Các quan chức và chuyên gia từ các quốc gia khác nhau sẽ thành lập một nhóm và họp mặt để khẩn cấp thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm khiến Nga càng khó kiếm tiền từ tài nguyên dầu mỏ của mình hơn, hãng tin này cho biết. Bloomberg dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết các lệnh trừng phạt có thể được áp dụng đối với nhiều tàu Nga hơn thuộc hạm đội bóng tối. Chúng tôi kêu gọi các chủ tàu và nhà điều hành, ngành bảo hiểm hàng hải, công ty môi giới tàu và các bên liên quan hàng hải khác tuân thủ các nghĩa vụ liên quan của họ và hỗ trợ việc ngăn chặn, phát hiện và báo cáo các hoạt động của hạm đội bóng tối, tài liệu viết, nhằm vào một trong những nguồn tiền chính của Nga để tài trợ cho cuộc chiến của mình. Ukraine đã nỗ lực phối hợp nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga bằng các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay điều khiển từ xa. Bloomberg đưa tin vào tháng 3 rằng các cuộc tấn công đã làm gián đoạn từ 12 đến 14% công suất lọc dầu của Nga.
Các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Nga đã khiến các quan chức Mỹ chỉ trích vào tháng 4. Washington cho biết họ không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu với lý do lo ngại rằng nó có thể đe dọa thị trường năng lượng toàn cầu. Reuters cho biết Ấn Độ đang đặt mục tiêu tăng xuất khẩu sang Nga sau cuộc gặp Modi-Putin. Reuters đưa tin hôm thứ Ba 16 tháng 7 rằng Ấn Độ đang tìm cách tăng xuất khẩu sang Nga, bao gồm khuyến khích giao dịch đồng rupee với đồng rúp và thúc đẩy mạc tư khoa dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Putin. Xuất khẩu ngày càng tăng của Nga sang Ấn Độ chiếm 61,43 tỷ Mỹ Kim trong tổng giá trị thương mại 65,7 tỷ Mỹ Kim giữa hai nước trong năm tài chính vừa qua kết thúc vào tháng 3. Trong khi thương mại giữa hai nước tăng 1/3 so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu dược phẩm, máy móc và các hàng hóa khác của Ấn Độ sang Nga hầu như không thay đổi. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Sunil Baswal cho biết trong cuộc họp báo, khi chúng tôi nhìn vào Nga, chúng tôi đang xem xét cách cả hai nước có thể đạt được lợi ích thông qua các mối quan hệ thương mại tốt hơn. Chúng tôi đang xem xét nhiều nhóm hàng khác nhau, chẳng hạn như đồ điện tử, hàng kỹ thuật và các mặt hàng khác có thể xuất khẩu. Theo Baswal, chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu Nga xem xét thay đổi một số rào cản phi thuế quan đối với các sản phẩm thực phẩm của Ấn Độ. Ông cho biết New Delhi cũng đang khuyến khích hoạt động thương mại giữa đồng ruby và đồng rúp nhưng đã không thành công. Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, hai nước đã cố gắng tăng cường thương mại bằng đồng rúp và ruby vì nhiều công ty và doanh nghiệp Nga phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây. Reuters cho biết Mạc Tư Khoa và New Delhi đã thất bại vì đồng tiền của Ấn Độ không phải là một trong những loại tiền được sử dụng nhiều nhất trên thế giới mà Nga không muốn tích lũy nó. Thủ tướng Ấn Độ Modi đã đến Mạc Tư Khoa vào ngày 8 tháng 7 trong chuyến đi đầu tiên tới Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Kết thúc chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông Modi, hai nước đã xác định được 9 lĩnh vực chính để hợp tác chặt chẽ hơn, từ năng lượng hạt nhân đến y học. Theo Reuters, họ cũng đặt mục tiêu tăng hơn một nửa thương mại song phương để đạt 100 tỷ Mỹ Kim vào năm 2030. New Delhi đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế chặt chẽ với Mạc Tư Khoa. Ấn Độ trở thành một trong những khách hàng mua dầu chính của Nga sau các lệnh trừng phạt của phương Tây, mặc dù áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ ngày càng đe dọa hoạt động thương mại này. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.